trung tâm hội nghị tiệc cưới Kalina, điểm đến cho những khởi đầu. Tiệc cưới là sự kiện quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là giây phút đánh dấu sự trưởng thành, là bước ngoặt sang trang của một cuộc sống mới đầy yêu thương, hạnh phúc và sự tin tưởng. Kalina, trung tâm hội nghị tiệc cưới được nhiều khách hàng lựa chọn cho những sự kiện trọng đại của mình. Đối với các cặp đôi không muốn tổ chức đám cưới tại trung tâm tấp nập, nhà hàng Kalina nằm ở quận Tân Phú là một lựa chọn hợp lý. Tọa lạc tại con đường rộng lớn thoáng đãng, nhà hàng mang đến cho khách mời trải nghiệm tốt đẹp và thoải mái. Kalina luôn chú tâm về chất lượng dịch vụ cưới mang đến cho khách hàng. Kalina có thể phục vụ khách hàng toàn bộ quy trình cưới, từ lễ gia tiên, bàn trang trí tại nhà cho đến trang phục cưới và trang điểm cho cô dâu, chú rể, phụ dâu, phụ rể, Kalina đều có thể đáp ứng. Bên cạnh đó, nếu gia đình hai bên ở xa không chuẩn bị kịp các đồ phù hợp thì Kalina luôn sẵn sàng và trang bị đầy đủ, từ quay phim, chụp hình, mâm quà, xe hoa đều có đầy đủ. Ở mỗi sảnh của từng tầng, Kalina trang bị đầy đủ sân khấu, màn hình LED, hệ thống âm thanh hiện đại, ánh sáng linh hoạt hài hòa và internet không dây để phục vụ cho nhu cầu trình diễn giải trí. Sảnh được trải thảm sang trọng, đèn chùm phân bổ dọc hành lang, không gian ấm áp và sang trọng phù hợp với từng concept buổi tiệc. Mang kiến trúc châu Âu trắng lệ và tọa lạc ở vị trí đắc địa, nơi đây được mệnh danh là viên ngọc cưới của quận Tân Phú. Kalina có 5 sảnh chính được bày trí với không gian thoáng đãng, rộng rãi, thích hợp trang trí theo nhiều chủ đề khác nhau. Mỗi sảnh được đặt theo tên các vì sao, hành tinh và dãy ngân hà tùy theo đặc tính từng sảnh, nhu cầu của khách hàng, và phía Kalina sẽ tư vấn để đưa ra lựa chọn phù hợp cho khách hàng. Tại Kalina, thực đơn từng bữa tiệc được chăm chút và chế biến tỉ mỉ, các món ăn được chế biến phong phú và cao cấp theo phong cách ẩm thực Á, Âu. Dưới bàn tay khéo léo của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, có tay nghề và am hiểu về ẩm thực, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của thực khách, nhằm mang đến những món ăn vừa đạt về hình thức vừa ngất ngây hương vị. Kalina luôn đặt niềm vui, sự hạnh phúc của khách hàng lên hàng đầu. Bà Lê Thị Duy Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Kalina chia sẻ, Kalina không hoành tráng cho những tiệc lớn 50, 70 bàn, vì thế chúng tôi chú trọng những bữa tiệc nhỏ nhưng ấm cúng hơn. Vì không đi vào hình thức mà sẽ đi vào nội dung, chất lượng, cảm xúc của người khách hàng, từ đó tạo nên thế mạnh cho Kalina luôn nằm trong top. Không chỉ tiệc cưới mà những sự kiện đặc biệt, hội nghị, hội thảo, thời đơn Kalina cũng được nhiều khách hàng tìm đến bởi không gian sang trọng, đẳng cấp, thuận tiện giao thông, dịch vụ chuyên nghiệp với mức giá hợp lý, phù hợp với túi tiền của đại đa số khách hàng. Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh chính, doanh nhân Lê Thị Duy Liên cũng dành sự quan tâm cho nghệ thuật điện ảnh. Doanh nhân Lê Thị Duy Liên nhận thấy mô hình doanh nghiệp và điện ảnh do Kunva Films khởi xướng là giải pháp hợp tác thuận cả đôi bên. Hơn thế nữa còn là chung tay phát triển điện ảnh nước nhà, hai bên đã từng bước hợp tác cụ thể và tiến tới hợp tác toàn diện hiệu quả hơn nữa. Kalina đã trở thành đối tác chính thức của Kunva Film với tư cách nhà đầu tư và đồng hành cùng dự án phim điện ảnh võ thuật 2, Trinh Thám Phá Vây Bản Lĩnh Thép sẽ được công chiếu toàn quốc vào 2023. Thông điệp mà bộ phim Phá Vây Bản Lĩnh Thép muốn gửi gắm tới người xem đó là thử thách là bản chất, trốn tránh là bản năng, phá vây là bản lĩnh.